chúng ta được vào trong cái vòng này chúng ta phải cố gắng sử dụng hết thời gian, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ to lên, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi vào, tôi chỉ cần quan trọng các bạn đánh chậm thôi. Nhớ chưa? Sử dụng hết thời gian là được. Rồi anh nhớ cho chúng nó hôn đi, rồi đi vào không muộn. Con ơi, quý nhớ tiếp.